biểu quý vị khách quý cùng toàn thể quý độc giả đã có mặt tại sự kiện Phố Sách Hà Nội để tham dự sự kiện lễ khai mạc chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc của Phố Sách Hà Nội năm 2023 với chủ đề Phố Sách Cuối Tuần do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ban điều hành Phố Sách Hà Nội tổ chức. Quý vị có đoán được đó là ai không ạ? Vâng ạ, chính xác rồi. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được mời nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc Hát Kịch Việt Nam sẽ lên sân khấu để có thể giao lưu cùng với độc giả của chương trình. Xin được mời anh ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, tôi phải chia sẻ thế này. Tôi cảm thấy rất là vui khi mà cái văn hóa đọc cũng như là những khu vực công cộng như thế này được quận ủy, ủy ban nhân dân quận, phòng văn hóa của quận rất là quan tâm. Và để có được một cái sự thay đổi diện mạo như thế này thì các đồng chí lãnh đạo cũng như là các phòng ban của quận đã rất là vất vả trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay trước khi đến thì tôi có hỏi bạn Hà, giám đốc trung tâm văn hóa là có đông không? Hà bảo nói là không như kỳ vọng. Điều này dễ hiểu thôi, nhưng tuần sau anh hứa sẽ đông. Tuần sau anh hứa sẽ đông. Là bởi vì sao? Bởi vì mọi người chưa biết rằng có một cái sân khấu cánh diều đẹp như thế này. Mọi người chưa biết rằng là đã được trang hoàng, nó lung linh, nó văn minh văn hóa như thế này. Và chắc chắn rồi là từ tuần sau trở đi và mỗi cuối tuần đây sẽ đông nghịt đông kín. Chương trình rất đặc biệt, tôi yêu Phố Sách Hà Nội. Mọi người tham gia đơn giản lắm, hãy đến đây, hãy chụp ảnh, check in và vào trang fanpage của Tôi Yêu Phố Sách Hà Nội, cùng đăng ký, cùng tham gia, sẽ có rất nhiều giải thưởng hấp dẫn. Quan trọng nhất ấy là chúng ta tham gia một chương trình rất văn minh. Chúng ta tham gia một chương trình mà ở đó mỗi người tham gia đều đang góp phần không nhỏ vào việc làm lan tỏa tinh thần và văn hóa. Lan tỏa tinh thần và văn hóa đọc, hãy đến với Phố Sách Cuối Tuần.